Ok, hello anh em, chúng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay, mình với anh em sẽ cùng nhau trải nghiệm những tựa game mới được ra mắt được đánh giá là tựa game hot nhất trong năm 2017 này. Ok, và cái tựa game hôm nay ấy, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm, nó có tên là Blood and Soul. Thì đây là một cái tựa game nó mới ra mắt vào ngày 18 tháng 8 thôi. Nói chung là rất là mới. Và đây mới chỉ đang trong là cái giai đoạn là close beta của nó thôi. Nhìn vào cái page của fanpage của cái game này với hơn 700.000 lượt thích thì chúng ta cũng đủ biết là cái sức hút của cái game này nó đã gọi là mắc bá đạo đúng không? Mặc dù là cái game này nó mới chỉ là quảng bá được khoảng 2-3 tháng gần đây thôi. Nói chung đây là một con số rất là lớn. Ok, đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành tải game và cài đặt và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nó để xem là cái tựa game được đánh giá là hot nhất 2017 này thì nó sẽ như thế nào. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bước gọi là tạo nhân vật. Mình vừa vào thì đã thấy một em rất là kiểu để anh em từ từ nhá, để mình cho cái gì nhỉ, cái âm thanh bé bé xuống tí. Mình cho như này ấy, là để anh em nghe cái giọng rõ hơn ấy, để khi mà nó nói chung là đỡ tiếng game, nó đỡ át đi cái tiếng của mình. Ok. Đấy, được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chọn nào. Chúng ta có 4 lớp nhân vật là nhân tức là người đúng không? Đấy, em nhân này là, đây là long này. Long tức là như kiểu là rồng à, người nhà trời đúng không? Thiên long. Còn đây là linh, còn đây là thiên. Và mỗi một cái này chúng ta có thể chọn được là 3 hệ phái. Sát thủ này, nhân nhá, nhân là có sát thủ này, kiếm sư này, và cả võ sư nữa. Đấy, còn long này, long chúng ta có võ sư, có pháp sư và có cuồng long anh em ạ. Wow, mình thích em cuồng long này vãi trưởng luôn đấy. Woo! Và linh chúng ta có kiếm vũ, có triệu hồi sư và có pháp sư, cả thiên nữa. Thiên là cũng có kiếm sư, võ sư và đây mình sẽ rời cái này nha. Đây là kiếm sư này. Em kiếm sư này cũng khá đẹp không? Quần áo trông đẹp. Ok, còn đây là võ sư. Dù sao thì mình cũng sẽ chọn long đi. Long mình sẽ chơi nhân vật nữ. Không phải là vì mình bị gây lọ hay gì đâu, mà là nhân vật nữ thì nó có cái nét quyến rũ riêng của nó ấy, nên là mình sẽ chọn nhân vật nữ. Quyến rũ ở đâu thì chắc anh em biết rồi đúng không? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chọn là cái chỗ là cái gì đây? Cái này là cái gì? Oh my god. Wow, best game rồi. Chắc chắn đây là best game rồi các bạn. Game hay vậy. Mình thật sự rất xúc động. Rồi, chắc chắn là mình để cái này đi, để này cho nó sáng. Chúng ta sẽ chọn một cái đó chính là tư thế. Nó giống như kiểu là các tư thế, 69 tư thế. Tư thế đứng này, tư thế ướt eo này, tư thế đủ, tư thế yeah. Đây là tư thế, oh my god. Đây là best game rồi anh em ạ. Chắc là mình sẽ dọn dáng đứng bến tre đi. Ok, trang phục nhé. Đến trang phục, mình nghĩ trang phục này nó hơi là thiếu vải quá nên là mình sẽ chọn trang phục nó kín đáo một chút. Dù sao thì mình cũng là con người thích kín đáo mà. Wow, bộ này đẹp vậy. Bộ này bộ con ngựa à? Tại sao cái áo lại bị cắt đúng chỗ như vậy nhỉ? Cái áo thiếu vải vậy. Cái áo thiếu vải mình thích em ạ. Dù sao thì mình cũng là con người thích kín đáo mà. Thích kín đáo mà, đáo đáo mà. Da đen này, wow, da trắng vãi nồi ấy. Oh my god, wow, shit, em ấy chất vậy. Wow, em ấy trông đáng yêu dễ thương đấy anh em. Giống kiểu con gái Việt Nam ấy. Đấy, đây rồi. Và mình đã quyết định là mình sẽ chọn kiểu tóc này thay vì kiểu tóc vừa nãy. Mình thích tóc ngắn hơn anh em ạ, thích con gái tóc ngắn và lêu hơn, giống kiểu em Nhật Bản ấy. Đây rồi, và đến gọi là cái phần mắt quan trọng trong cái quá trình tạo nhân vật. Mình đã tạo xong mặt rồi, đây, nói chung là khuôn mặt của mình sẽ kiểu như thế này. Ok, bây giờ chúng ta đến chi tiết cơ thể. Thôi, phần này là phần quyết định là nhân vật chúng ta có đẹp hay không. Kích thước đầu kích thước đầu để nguyên là độ dài cổ để nguyên luôn. Kích thước vai, kích thước bàn tay, kích thước độ cao ngực là như nào. Oh my god, giống như là đây là hai đôi mắt đang cử động vậy. Ok, mình sẽ để kiểu này đi. Chiều rộng anh em ạ, chiều rộng là như nào. Oh my god, tức là nó sẽ kiểu tẽ ra hai bên hoặc là nó sẽ trụ vào giữa. 2000 years later. Rồi, đây rồi. Và sau 2000 năm chờ đợi thì mình cuối cùng đã được vào game. Và đây là cái đoạn intro của game. Nó đang giới thiệu về một cái gì đó đang bốc cháy các bạn ở giữa biển. Mà trời kiểu đang mưa rất là tầm tã.
Rồi và mình đã quyết định là bỏ qua luôn một đoạn intro, tại vì nó cũng không có gì đâu. Quan trọng là chúng ta vào để test game thôi mà. Rồi, mình đây là lần đầu tiên mình động vào cái con game này, nên là mình hoàn toàn không biết gì về nó cả. Nên là ok, có gì thì chúng ta sẽ chơi đấy vậy. Bừng tỉnh anh em ạ. Nhóc vẫn còn đang ngủ à? Tại sao mày lại ngủ ở nhà con này? Đây rồi, quần áo của tôi đâu? What the fuck? Nó dám lấy quần áo của mình. Cái gì đây? Sử dụng bàn phím để di chuyển lên bàn và lấy đồng phục. Để hiển thị trỏ chuột, nhấn X kép giữa phím on. Rồi tiếp tục. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đi lấy quần áo. Trời ạ, đồ khốn nạn. Nó dám lấy quần áo của mình kìa. Tại sao mình lại có cái dáng đứng khám lọ này? Đâu, quần áo của mình nó bảo để trên bàn đúng không? Ấn F để mặc đồng phục này. Đấy, như Battleground luôn đấy. Chơi nhiều Battleground được quen tay. Cái gì đây? Ấn Y à? Rồi, Ấn Y. Ấn chuột phải chắc là để mặc đúng không? Đúng rồi, Ấn chuột phải. Oh yeah. Vậy là chúng ta đã xong rồi. Cậu ấy... Thôi mình bỏ qua cái này luôn nhá. Mình không đọc được đâu. Nếu cậu đã lỡ nói gì thì bấm nút G để mở chữ giao diện nhiệm vụ. Tức là Ấn G để mở nhiệm vụ cái gì. Rồi, G để mở nhiệm vụ này. Ok, đi theo X con ML đứng lại. Con này nó dám chạy trước mình anh em ạ. Anh em thấy mình dám mình chạy sexy không? Đừng đùa. Đừng đùa với nhà chùa. Con hím kia dáng đứng nó y hệt mình luôn đấy. Ấn phím F để đánh thức con ML này dậy. Hình như đây là thằng người yêu mình. Mình bây giờ sẽ đánh thức nó dậy. Nói chuyện với thằng này á. Ấn F này, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nó. Cậu làm tốt lắm. Đó, sau khi nó làm tốt rồi thì sao? Đi đến nơi Jin Jong đang đứng con hím mày, được rồi, mình sẽ ra đến nơi con này nó đang đứng. Nói chuyện với Jin. Ok, Ấn F để nói chuyện với con này. Tìm ở sân chính. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm cái con một đứa tên là Mick Mick cái gì đấy. Jung Jung Mook anh em ạ. Hôm đọc được cái tên mà đau cái mồm. Đây rồi, anh Jung Mook và có một con chó. Anh ấy nuôi chó. Cậu dậy trễ á, nhóc. Mình là con gái mà. Thầy mù à. Đi tìm Lu Sung. Wow, chạy nhanh vãi. Ấn hai lần nút đắt đi rồi chúng ta chạy nhanh. Hoặc là giữ ship. Ok, mình đã hiểu rồi, bây giờ sẽ đi lên đồi đúng không? Oh yeah. Wow shit. Mình có thể bay được nè. Wow, quá phê luôn anh em ạ. Phê như con TNT. À đây đây, mình phải đi được này chứ. Rồi bây giờ mình sẽ bay đi. Chúng ta có thể bay được cơ mà. Oh yeah, đây rồi. Jin, à đâu? Jin Wung đây đúng không? À đâu, mình đi gặp Lu Sung rồi mà. Lại cái này, mình bỏ qua nhé. Mình không xem đọc cái này đâu. Tốn rất là tốn thời gian. Chúng ta sẽ đi thẳng vào cái cốt truyện game luôn. Có công mài sắt, có gậy đến kim. Đố mình. Mình thề luôn, đố thằng nào mài được một cục sắt thành cái kim cho tiền. Trừ khi có máy thôi. Tìm Lu Sung, nhận luôn. Chạy nhanh, nhảy phải lướt spec để lượn. Oh my god, nè. Wow, mày quá phê luôn các bạn. Để lượn nhảy lên khi đang chạy nước nhanh bằng phím, sau đó ấn thêm. Tức là chúng ta sẽ ấn hai lần cách. Ok. Mình bây giờ mình sẽ chạy như này. Ôi. Chúng ta sẽ bay lượn anh em ạ. Mình đã ấn rồi mà sao mà nó không trả nhiệm vụ cho mình à? Bitch. Để mình bay, bay trông như một con thần kinh ở đây này. Khổ thế đấy, muốn xem mặt sư phụ mà nó cứ zoom mà bếu con nhân vật của mình là thế nào. Đùa tao à? Mọi người đến đủ chưa? Đọc mấy cái này mình rất là ngại đọc nên là thôi, chúng ta sẽ bỏ qua mặc dù nó cũng chả có gì đâu. Ok, theo sư phụ đến sảnh sư phụ. Đi đi, thầy đi đi thầy. Vậy thì mình sẽ đi trước. Thầy quá chậm chạp. Đây, chúng ta sẽ bắt. Wow, phải thầy. Sử dụng phím F để lấy sách từ kệ. Kệ sách đâu? Đây, chúng ta có kệ sách ở đây. Ấn F rồi mà không được. Thầy chôn à? Đây, mình sẽ ấn F ở đây. Thoát luôn. Ấn F. Ấn phím. À đây, khổ có kệ sách đây chứ. Mình cứ nhầm kệ sách kia. Hút nạn. Rồi, sử dụng phím K để đọc sách. Chắc là đây là bản kỹ năng của mình đúng không? Đây chỉ là bản kỹ năng. Được rồi, chúng ta bây giờ sẽ nói chuyện với sư con mẹ nó phụ. Nhận luôn. Và bây giờ mang quyển sách đến chỗ thằng kia. Được rồi. Mình sẽ lại sử dụng kỹ năng bay lượn cho nó quách. Tội gì mà đúng không? Mình có siêu mỏng cánh cơ mà. Mình có siêu mỏng cánh thì mình đương nhiên là phải bay được rồi. Mấy thằng khác không có thì đấy là chuyện của chúng nó.
còn mình lúc nào sẽ có hai đôi cái. Thì đây tôi nói chuyện với thằng này đúng không? Ông ấy trao cho tôi một quyển sách. Được rồi, à, chúng ta sẽ nhận được từng này thứ. Đấy, đã nói rồi mà, mình có siêu bổng cánh. Ấn nút Y lên, mình sẽ mặc được cái này. Mặc được, cái này là cái gì? Công cụ sửa chữa, à, tức là trang bị của chúng ta có thể bị hỏng. Độ bền của mình bây giờ là 17/35. Còn cái này thì hình như là không có. Wow, mình có vũ khí chất vãi. Làm theo hướng dẫn của Dung Múc. Khổ lắm cơ. Rồi, bây giờ ấn F để nói chuyện với thằng này. Nhận nhiệm vụ. Bây giờ là cái gì đây? Hồi nội năng bằng cách dùng phím này. Hồi cách đâu của tao à? Nhấn để tấn công. Rồi. Mày này. Sợ chưa? Trò chuyện với Dung Múc tại sảnh. Rồi, bây giờ mình sẽ giết mấy con ML này. Mày wow, one hit one kill luôn ạ. Mày báo thù em ơi. Báo thù đấy, mình đã hiểu rồi, cái wow shit. Mày này. Ok. Ấn tab. Xoay thu, wow, ok. À, tức là sau khi mà mình thu thập đủ thì ta có thể dùng tab được. Rồi, mình sẽ lại sử dụng tab đi. Đánh dùng tab cho nhanh em ạ. Đây, mình sẽ qua bên này đánh và lại sử dụng tab. À, bọn này sẽ chỉ là mỗi đốt inox thôi. Chúng ta ấn... có thư gì đây? Ngoài biểu tượng cho biết nhiệm vụ ấn ôn và nhấn vào biểu tượng ở thay nhiệm vụ ở góc phải để đọc thư, ấn ôn. Đây rồi, chúng ta có cái này. Thư của sư phụ Hồng. Rồi, đọc rồi sao nữa? Và nhấn phím G để chọn thẻ. Game này nó khá là lằng nhằng đấy anh em ạ. Nó không đơn giản như mình nghĩ. Đây rồi, mình sẽ đến với chức 7. Nói chuyện với... Đây, mình sẽ nói chuyện với thằng này. Mình sẽ cùng với anh em làm qua một số cái nhiệm vụ cơ bản để hiểu về cái game này nó như thế nào. Chứ mình sẽ không chơi hết cái game này. Tại vì dù sao đây là game online mà. Đấy rồi, chúng ta đã đến được với hang thử thách. Đây là Dung Múc. Và chúng ta lại gặp lại Dung Múc. Bước vào hang thử thách và đánh bại những bộc nhân à. Mỗi đốt inox. Mình đã chơi quá nhiều game để mà có thể vượt qua được cái nhiệm vụ này. Let's go. Vào chưa? Vào rồi đúng không? Đấy, mộc nhân thế, con lũy. Mộc nhân hai hit chết. Đấy. Mấy con quỷ bắp này chỉ mức độ đấy thôi anh em ạ. Rồi xong. Chiến đấu với ân đệ tử á mà ân Sida cái đồ quá. Cái gì đấy? Đè mình à? Có dám đè mình không? Chết mẹ rồi. Rồi ấn 1 để thiên anh em ạ. Mình sẽ hồi sinh ở đây hay như nào? Hồi hội năng anh em ạ. Wow, kinh vãi. Đúng là cái game này cái hệ thống chiến đấu của nó cực kỳ là như kiểu là phải dựa vào cái kỹ năng nhiều ấy, chứ không phải là thằng nào mạnh thằng đấy sẽ thắng đâu. Các game khác thì chỉ cần nạp thật nhiều tiền vào thì là mình sẽ khỏe lên và mình sẽ thắng. Nhưng game này thì chúng ta cần phải có kỹ năng. Ấn phím 8, viết 888. Rồi chúng ta nhận được 800x và bây giờ mình lên đến level 3 rồi. Con page kia chạy đâu đấy? Bây giờ là chúng ta phải chạy ra khỏi hang. Rồi thoát ra khỏi hang đâu. Phắn nhanh thôi anh em. Ở đây quá nhiều thứ ghê đít. Rồi ok. Chúng ta đã ra được ngoài. Oh shit. Đi đây. Quay lại trường. Thôi quay lại thôi. Bọn này nó đang bị quay rồi anh em ạ. Mình không liên quan. Đánh nhau thì tốt nhất là chạy đi. Đứng lại xem thì ăn đòn ngoan này. Wow. Ui chó chết, mèo chết luôn ạ. Một cơn bão ạ. Thôi next đi. Hạ gục những con quỷ. À con quỷ. Trông có nạn lắm. Quỷ này khinh thường tao ạ. Oh mày, con này bị làm sao đấy? À con này chết à? Khổ thế này. Rồi mình sẽ quẩy luôn, quẩy cho nó. Nếu cũng kiểu hãm hiếp nó. Mày, wow. Cái gì đấy? Oh. Tự nhiên, sư phụ mình đúng không? Sư phụ rồi đúng rồi.
đây là sư phụ của mình, hình như là vừa bị kiểu bắn trượt vào lưng ấy. Ok, và chúng ta lại gặp một em rất là xinh ở đây, và mình bắt đầu lại từ chương 1. Ông ấy là ai? Chắc vừa nãy là mình vừa bị chết hay gì đó. Ta có thể chiến đấu từ dòng nước. Để rồi, nói chuyện với Cô Su Ji Lun. À đâu, Cô Su Ji Un chứ. Khổ. Tên với tuổi đọc chết mệt. Rồi, Cô Si Lun đâu rồi? Vì đang lag à? À đây, Cô Si Lun. Tiếp tục. Từ dòng nước nhận. Đi giao vòng đạn nhận được. Đi giao đâu em ơi? Không có đích thì mình biết đi giao đâu. À đây, đây, đây. Đấy, giao cho thằng này. Ấn F đúng không? Rồi, đánh đi. Chắc rồi, ta sẽ giúp. Chúng ta nhận được đường này. Gặp Doc Chu. À đâu, Doc Hun chứ. Để đọc là Doc Chu. Đấy, chúng ta sẽ đi qua đây. Bắt đầu đông người rồi, nên là cảm thấy nó hơi lắc lắc. Hạ gục một lính cướp bóc. À, chúng ta sẽ phải đi đánh mấy MR này. À, đây đây, lính cướp bóc này. Khá là khoai đây anh em ạ. Mình sẽ quẩy đi. Đấy, quẩy như thế này. À đủ. Quái mình 4 máu. Mình đánh được chết 2 thằng rồi. Ô, cái gì đây? Rồi, mình phải đứng ở đây quẩy. Đấy, quẩy vừa rồi, ok. À, cứu một vệ binh bất tỉnh và đưa đến chỗ qua giúp. Qua run chứ nhầm. À đây đây, lính gác bị thương. Cứu như nào? Ồ, đây đây đây. Và đưa đến chỗ đây, chúng ta sẽ đưa đến chỗ thằng này. Thời thế đoạn lạc quá anh em ạ. Ở đâu thấy đánh nhau rồi. Không tìm được nơi sự bình yên ở nơi đây. Đây rồi, chúng ta sẽ đưa cho ML này. Nhận luôn. Gặp Doc Hun trong phòng hồi sức. Đây rồi, chúng ta sẽ đi qua bên này. Phòng hồi sức ở đâu nhỉ? Phòng ở bên này đúng không? Đây đây, mình đoán ở trong này. Đâu rồi, Doc Hun đâu? Doc Hun đâu? Gặp Doc Chun chứ. À đây đây đây, gặp Doc Chun đây. Ông này nhìn tính ra đẹp trai đúng không? Tóc bạc kia các thứ. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ phải đi lấy bản đồ từ một tên hải tặc tập sự. Đó chính là cái nhiệm vụ mà mình vừa nhận được từ anh Doc Chun. Ngu ngốc vồn. Ấn tab này, ở từ bên. Đây rồi, nhiệm vụ. Lấy bản đồ từ một tên. Đây, chúng ta sẽ ra đây đánh luôn. Hải tặc tập sự à? Hải tặc mày nhí nhố. Mày sẽ đánh như này. Mà chết đi em ơi. Được rồi, không biết là có phải đánh đúng là mình đánh với thằng này không. Mình sẽ ấn nút G đi. G là nhiệm vụ đúng không? Đây rồi, cuối cùng mình đã tìm được hải tặc tập sự. Thì ra từ nãy mình toàn đánh những thằng khác. U ngốc vồn, đấy đấy đấy, có rồi ngon. Ê, mình nhặt rồi mà. Đây 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 đây, ok, nói chuyện với cái gì đây? Chengun. Rồi, mệt mỏi vãi. Suốt ngày chúng nó chỉ đứng im một chỗ và giao một đống nhiệm vụ cho mình. Phật nữ mày phải chạy nhông nhông ngoài đường như này là không ổn rồi. Tránh được, mình sẽ giết thằng quân và dám cản đường mình. Á à, đù, thấy chưa, 2 kill thôi em ạ. À. 2 kill là mình có thể giết được nó rồi. Oh. Wow shit. Mình sẽ chém trước này luôn. Chém, chém. Đánh nhiều để tăng kỹ năng em ạ. À. Mày này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây. Cũng may là có cái chỉ dẫn này chứ không thì khá là khó để tìm được cái chỗ này. Cậu là người của vệ binh à? Cảm ơn trời đất. Thực ra là mình chỉ là người chơi bình thường thôi. Đút F này. Nhận luôn. Mình sắp lên level 4 rồi. Tiêu diệt những tên lính hải tặc đen mới. Đây đây đúng không? Ê ê. Ôi chết rồi, ấn nhầm nút. Trời ạ, à, tiếc vãi. Mày này. Thả Dogan, đó Dogan đâu? Đây rồi, Dogan đây. Mình sẽ thả Dogan ra.
nói chuyện với Nogan. Ê đù, thằng này bị nhốt mà trông kiểu rắn đứng thoải mái thế, như kiểu đang ở khách sạn nhỉ. Biết thế mình không thả này nữa, bắn đại bác vào tàu chiến hải tặc đen. Ok, bây giờ ta sẽ đi bắn đại bác, bắn đâu vậy? À đây đây đây. Bam bam, tôi đã xét được. Oh, wow, anh em nhìn con tàu chiến của nó kìa, trông chất vãi. Giúp Dogan và cái gì, đánh bại cái gì? Đánh bại G1 à? À đây rồi, con bitch. Nó khinh mình, nó khinh mình. Nó khinh mình không phải là đối thủ của nó nên nó không đánh nhau với mình. Quay đi em ơi, quay đi, quay. Rồi. Mày, chết chưa? À đủ. Ê, ngày xưa mà đã hiện đại đến cái mức độ này rồi cả. Giúp Dogan đánh bại G1. Đánh rồi gì nữa? Ấn M. Mở bản đồ để trở về làng tre à? Ok, ấn M. Và mở vào, ấn vào chỗ này. Xác nhận luôn. Mình thích mấy cái trò dịch chuyển như này. Chúng ta đỡ mất thời gian để chạy các bạn. Ủa, nhìn uốn éo này. Uốn éo mãi mà không dịch chuyển được. Rồi, thế. Nhanh một cái. Mỗi cái việc dịch chuyển thôi mà còn phải đứng uốn éo mất lúc các bạn. Ok, trời sáng rồi. Đúng là về làng có khác. Cảm giác yên bình và lêu. Và ta sẽ nói chuyện với Chae-gun đúng không? Nhận luôn. Nói chuyện với Doc Chun. Anh Doc Chun. Ah shit. Doc Chun thì đứng xa thế. À đây rồi, chúng ta sẽ có thể ấn vào đây mà. Ok, chúng ta đã lại tăng cấp rồi. Mình đã học được rất là nhiều cái thứ linh tinh. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái cơ bản này. Bổ diều này, cản lướt này, khá là khó anh em ạ. Bây giờ chúng ta có bắt đầu là nhiều kỹ năng lên rồi. Nói chuyện với em phải không? Chú lẹ mày. À em vừa đấy này. Sao mình không nói chuyện được với em ý? Đây rồi. Và chúng ta sẽ nhận được một cái gì đó. Ấn Ctrl B để mở giao diện vệ hồn. Ok. Và bây giờ chắc là mình sẽ trang bị nó. Yeah. Xong. Nói chuyện tiếp với em này. Rồi, level 5. Ok. Mình đã lên được level 5 rồi. Thì tạm thời kết thúc đấy thôi. Và cái game này mình sẽ làm tiếp tập 2 theo cái yêu cầu của anh em. Nếu như anh em thật sự muốn mình làm tiếp các cái một vài tập nữa, một vài video nữa về cái game Blade & Soul này, thì đừng quên để lại một like và hãy comment ở bên dưới để mình biết, và sẽ làm tiếp các một hai video nữa cho anh em. Ok, còn bây giờ thì bye bye, và đừng quên hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.